bạn đến với khóa học của mình. Khóa học rất tuyệt vời dành cho các bậc cha mẹ mang tên Quản trị cảm xúc của con. Khóa học này dành cho ai? Thứ nhất, nếu bạn đã từng rơi vào tình huống không thể tự kiềm chế được cảm xúc của mình, đến mức bạn đã mắng con, thậm chí bạn đánh con, và sau đó thì cảm thấy vô cùng hối hận, thì chính xác khóa học này là dành cho bạn. Nếu đôi khi bạn thấy rằng không thể nào lý giải được những hành vi của con trẻ, không thể nào hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của con, khóa học này cũng chính xác là dành cho bạn. Nếu như bạn mong muốn rằng có thể nuôi dạy được những đứa trẻ tự tin, hạnh phúc, sau này có thể thành công trong sự nghiệp và trong cuộc sống, bạn muốn trao truyền cho con những giá trị tốt đẹp nhất, thì khóa học này cũng chính xác là dành cho bạn. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.